Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trương Hoàng Phúc, sinh năm 1992, trú tổ 26, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 12 năm 2021, trong lúc điều khiển xe máy đến điểm hẹn để bán ma túy cho một đối tượng khác thì Phúc bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an phát hiện trên người Phúc có gói ni lông bên trong chứa 100 viên ma túy thuốc lắc và một gói ni lông bên trong chứa ma túy ketamin. Khám xét chỗ ở của Phúc ở tổ 26 phường Hòa Hải, cơ quan công an thu giữ tổng khối lượng ma túy là 95,788 gram. Số ma túy này Phúc khai nhận đã mua lại của các đối tượng không rõ lai lịch nhằm mục đích sử dụng và bán lại cho người sử dụng ma túy để kiếm lời. Qua quá trình điều tra xét xử, Phúc thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên 18 năm tù giam đối với bị cáo Trương Hoàng Phúc.